nhạc ạ. Không có nhạc à? Sao năm nay bố trí ấy? Không phải nhiều. Không nhạc. Gì? Đến tự vệ Nam. Do bạn Hưng và bạn Trường. Đúng rồi. Không phải Trường mà là... Trọng. Hưng và Tùng. Tùng. Đấy, đi ra nhìn đi. Xong rồi. Đi này thấy cái gì? Thôi. Bọn Nam tôi thấy là các bạn có thuận là có cả nhạc đi kèm cơ. Rất là hấp dẫn. Không hiểu năm nay tụi Việt Nam Nga không? Vào. Tôi đến bài tự Việt Nam của bạn Hưng và bạn Tùng. Tùng. Xin mời. Có nhạc không? Không. Không nhạc. Lời luôn. Không nhạc. Bạn cũng cần tôi đọc lời dẫn. Anh nhau. Tùng, xin mời các bạn tặng hai bạn một tràng vỗ tay. Nhưng bạn có chịu vậy không? Xin mời màn tự vệ dành cho nữ bạn An, bạn Yến, bạn Ngân và Ngọc Anh. Khỏe. À, bạn Ngân rồi. Đây ơi! Xin mời bạn đứng ở giữa. À đây, hai bạn kia nữa. Đây. Bóng bóng không biết rồi bạn Dũng đâu ạ? Cho hỏi ban tổ chức thể thao đã có đủ 27 bạn chưa ạ? Để chúng ta chơi trò chơi nhảy ba chân luôn ạ. Sau đây đến màn đá 360 độ của bạn Tâm Trung. Nhóm của nhóm của nhóm của ở Tâm Trung, không phải bạn Tâm Trung. Anh em si này anh áo kéo lắm. Đúng đúng ạ. Thấp nữa. Thánh, thấp nữa. Thấp nữa, đánh thêm nữa. Trùng thêm nữa. Đá nhẹ trong văn cáo. Bước vừa được không?
Thánh. Tôi tiến lên, em mình được. Đúng không? Rồi. Đây, MC này bị giá phải trả cà phê nhé. Rồi. Sau màn đá sông Phi này, chúng tôi sẽ trở lại với trò ba chân nhé. Cầm. Trời ơi, thằng Mạch đâu? Gì vậy? Cầm làm gì vậy? Ra ngoài kiếm kiếm cái thằng Mạch mất rồi. Đến trò chơi này, hết trò chơi này. Cầm, vung tay nhá. Không, cầm. Cầm thế khó đá. Cầm với mình.